Bác sĩ khoa thần kinh kể lại những lần chứng kiến tái sinh có thật sau 50 năm làm nghề. Luân hồi chuyển thế là một bí ẩn lớn mà giới khoa học đã nỗ lực đi tìm lời giải trong suốt nhiều thập kỷ qua. Khi còn bé, chúng ta hầu như cũng từng nghe và tin về luân hồi hay đầu thai chuyển kiếp ít nhất một lần. Nhưng sau khi dần trưởng thành và tiếp cận với nhiều tư tưởng tiến bộ, bạn sẽ dần nghĩ rằng đó chỉ là những câu chuyện thần thoại. Tuy nhiên, vào thời khắc nào đó trong cuộc đời mỗi người đều kỳ vọng trên thế giới này thực sự tồn tại luân hồi. Đặc biệt, trong khoảnh khắc đối mặt giữa ranh giới sinh tử, bởi không ai là không luyến tiếc cuộc đời này. Mặc dù có những việc khiến người ta đau khổ, nhưng khi đối diện với những khoảnh khắc tốt lành, chúng ta đều có thể quên đi mọi phiền não và cảm thấy rằng cuộc sống này rất tuyệt vời. Bạn đã từng sản sinh ra cảm giác rất quen thuộc đối với những người hay cảnh vật mà mình chưa từng gặp qua hay chưa? Hay trong giấc mơ, bạn gặp được một sự vật hay cảnh vật vừa quen thuộc vừa lạ lẫm? Bạn có từng suy nghĩ vết bớt trên người bạn đang ẩn chứa một ý nghĩa khác nào? Bạn nghĩ gì nếu có người nói với bạn rằng một vài cảnh vật quen thuộc xuất hiện trong cuộc sống hay giấc mơ đó có thể là ký ức từ kiếp trước, và vết bớt trên người bạn ở một mức độ nào đó đều là đặc trưng trên cơ thể bạn từ kiếp trước? Nói đến khái niệm về luân hồi chuyển thế, chúng ta chắc sẽ nghĩ ngay đến quan niệm về sinh tử của Phật giáo. Nhưng đối với xã hội hiện nay, con người chỉ có thể coi đó là sự tích lũy về tri thức và biểu tượng về văn hóa của những người đi trước. Hoặc nhiều hơn, đó chính là sự hết lòng tin tưởng quan niệm vào những gì ta thấy. Tuy nhiên, một vị tiến sĩ khoa thần kinh người Mỹ đã không nghĩ vậy. Ông đã dùng phần lớn thời gian trong sự nghiệp của mình để nghiên cứu và giải đáp cho những thắc mắc về luân hồi. Đó là Ian Bretiman Stevenson. Ông sinh ra ở Canada và đã làm việc ở Viện Nghiên cứu Trường Đại học Virginia ở Mỹ 50 năm, từ năm 1957 đến lúc mất vào năm 2007. Ông luôn đảm nhiệm vai trò giáo sư nghiên cứu thần kinh học. Lúc mới bắt đầu làm việc, Stevenson đã thông qua một vài điều lệ, bắt đầu từ từ chấp nhận luân hồi trong giá trị quan của ông ấy. Và đây đã được tính là khái niệm khoa học lớn. Và dần theo thời gian, những nghiên cứu của ông càng ngày càng cho thấy luân hồi có lẽ không phải là một khái niệm tâm linh mà nó thực sự tồn tại như một quy luật cuộc sống. Ông cho rằng cảm xúc, suy nghĩ của con người, thậm chí là một vài đặc trưng của cơ thể con người đều có thể luân chuyển từ kiếp này sang kiếp khác. Để chứng minh quan điểm này, trong vòng 40 năm, ông đã đi làm ở các quốc gia khác nhau, từ Ấn Độ, Sri Lanka, Brazil, Liban, Mỹ và các khu vực khác, và nghiên cứu được 3.000 trường hợp từng nói về ký ức tiền kiếp. Sau khi những nghiên cứu này hoàn chỉnh, ông phát hiện ra rằng một số nỗi ám ảnh của con người ngoài yếu tố di truyền và môi trường thì luân hồi chính là nhân tố thứ ba tạo thành. Trong 300 bài luận của 14 quyển sách về luân hồi đã được xuất bản của ông, có đến 20 trường hợp luân hồi nổi tiếng mà có thể chúng ta đã từng được nghe nói đến. Vết bớt của Collis Chotkin. Một ngư dân tên là Victor Vincent ở Alaska vào năm 1946 rất tin vào luân hồi. Sau cơn bạo bệnh, ông có linh cảm về tuổi già rằng mình sắp chết. Do rất yêu thương người cháu gái và không nỡ rời xa người nhà của mình, ông ấy đã nhiều lần nói với cô cháu gái mình là Irene rằng nếu thật sự có luân hồi chuyển kiếp, ta sẽ trở lại và biến thành con của con. Lúc đó con sẽ nhận ra, bởi con trai con cũng sẽ có vết bớt giống như ta bây giờ. Một cái ở sống mũi, cái ở trên lưng. Cô cháu gái của ông cũng không quá bận tâm vì nghĩ rằng Victor đã ở tuổi xế chiều, không còn được minh mẫn. Nhưng mấy hôm sau, ông Victor lại nghiêm túc nói với cô rằng mình rất muốn quay lại làm người thân trong gia đình mình. Ông đưa cho Irene một chiếc đồng hồ vàng và nói: ta sẽ trở lại làm con của các con. Đồng hồ này con giữ trước cho ta. Lúc đó ta sẽ tìm con để lấy lại. Irene cũng không để ý nhiều những lời đó, chỉ mang chiếc đồng hồ cất đi. Vài tuần sau, ông Victor qua đời. Đến khoảng 18 tháng sau, Irene đã mang thai và hạ sinh một bé trai, đặt tên là Collis Chotkin. Điều đặc biệt là trong lúc chuyển dạ, Irene đau bụng dữ dội và mơ hồ thấy hình ảnh người ông của mình xuất hiện trước mắt. Chợt nhớ đến người ông quá cố, sau khi sinh xong, cô ấy ôm con trai vào lòng kiểm tra và thực sự giật mình bởi vì cô ấy nhìn thấy đứa bé mới sinh cũng có vết bớt trên mũi và lưng giống hệt như người ông của mình. Cặp vợ chồng đã bị dọa cho sợ hãi, không biết rằng đứa bé đó có phải là người ông đã mất đầu thai hay không. Khi Collis được 13 tháng tuổi,
Irene đã dạy con trai phát âm tên của mình. Cậu bé không nghe lời mà chỉ giận dỗi nói rằng: "Mẹ không biết con là ai sao? Con là Kakodi đây mà." Kakodi là tên gọi của ông Victor khi còn sống. Sau khi Colette Chotkin dần dần lớn lên, Irene thông qua quan sát những hành vi của đứa bé, càng có thể khẳng định đứa bé chính là người ông đã đầu thai chuyển kiếp. Vì ngoại hình và một số sở thích của Colin Chotkin rất giống với người ông đã mất. Ông Victor thích chơi bóng rổ khi còn trẻ và có dáng đi không giống người bình thường, thì đứa bé này cũng vậy. Thậm chí, lần đầu bước lên thuyền, Colin đã biết làm như thế nào để trèo, bao gồm cả những kiến thức mà đứa bé có được cũng hơn cả những kiến thức mà hồi trẻ ông học được. Một hôm, mẹ của Colin kiểm tra hộp nữ trang, không cẩn thận đánh rơi đồng hồ vàng của ông Victor để lại. Colin ngồi chơi bên cạnh, đột nhiên nhặt chiếc đồng hồ lên rồi cầm chặt chiếc đồng hồ và nói: "Nó là của mình." Người mẹ mất rất nhiều thời gian để dỗ dành, nhưng cậu bé cũng không buông ra. Sau một thời gian thuyết phục, cuối cùng Collis cũng trả chiếc đồng hồ. Thời gian qua đi, cậu bé không những không quên mà còn đòi quyết liệt hơn, luôn nhấn mạnh đó là đồng hồ của mình. Điều lạ lùng là kể từ khi ông Victor đưa cho Irene chiếc đồng hồ, cô luôn để nó trong hộp nữ trang của mình và cũng chưa từng nói về câu chuyện của chiếc đồng hồ cho ai biết. Nhưng từ vết bớt giống nhau và chuyện chiếc đồng hồ, cô càng tin rằng Collis chính là kiếp sau của ông mình. Gần hai thập kỷ sau đó, vào năm 1962, khi nhà nghiên cứu Ian Stevenson đến gặp Collis, ông vẫn có thể nhìn thấy các vết bớt rõ ràng, mặc dù vị trí của chúng đã dịch chuyển so với lúc Collis mới chào đời. Đến đây có lẽ nhiều người sẽ hoài nghi về tính xác thực trong câu chuyện này. Suy cho cùng, câu chuyện luân hồi này chỉ xảy ra trong một gia đình. Vết bớt giống nhau giữa Collis và ông Victor cũng có người trong gia đình mới biết. Tuy nhiên, đây không phải là câu chuyện duy nhất ghi chép về luân hồi của Stevenson. Hồi tưởng quá khứ ngày xưa sau cú ngã năm 3 tuổi. Câu chuyện thứ hai được xem là câu chuyện luân hồi hiện đại thuyết phục nhất thế giới từ phương Tây, được đăng trên tờ New York Times vào năm 1979. Khi còn nhỏ, Dorothy Edinuis là đứa trẻ bình thường sống tại một thị trấn ven biển thuộc London. Vào một buổi sáng, Dorothy chạy xuống cầu thang, bị trượt chân và té ngã. Cú ngã nghiêm trọng tới nỗi cô bé 3 tuổi được xác định là đã chết. Nhưng một tiếng sau, lúc mà cha mẹ đang khóc và chuẩn bị hậu sự cho cô ấy, Dorothy đã tỉnh lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bác sĩ rất ngạc nhiên sau khi kiểm tra tổng quát cho thấy cơ thể cô tất cả đều bình thường. Gia đình rất vui mừng và đưa Dorothy trở về nhà. Thế nhưng qua một thời gian, Dorothy lại có một vài hành động kỳ lạ. Giọng nói và tính cách cũng có chút thay đổi. Cô thường nói với cha mẹ rằng cô luôn nằm mơ một giấc mơ giống hệt nhau. Dorothy mơ thấy mình sống trong một tòa lâu đài to lớn với nhiều cây cối xung quanh. Bên trong còn có cả một vườn hoa rất đẹp. Mỗi lần tỉnh lại, cô đều hét ầm lên đòi cha mẹ đưa cô về nhà của mình. Và mãi đến lúc sau, mọi người mới biết nơi được gọi là nhà ấy chính là Ai Cập, cách xa hàng nghìn dặm. Vì điều kiện kinh tế không cho phép, cha mẹ của Dorothy chỉ đành đưa cô đến bảo tàng Anh, nơi có rất nhiều sản phẩm triển lãm Ai Cập. Lúc vừa đi đến bảo tàng, mọi thứ đều bình thường, nhưng khi tới khu triển lãm Ai Cập thì hành động của Dorothy liền rất khó hiểu. Cô ấy hoảng hốt vùng ra khỏi tay mẹ, lao tới những vật triển lãm và hôn lên chân những xác ướp. Từ đó về sau, cô dành hết thời gian rảnh của mình để đi đến bảo tàng Anh. Đến khi Dorothy 15 tuổi, trong đầu cô hoàn toàn không có một chút kiến thức nào, ngoài việc chỉ nhớ những từ ngữ tượng hình của Ai Cập cổ đại. Hơn nữa, Dorothy còn rất am hiểu về văn hóa Ai Cập. Ông Wallace Budgie, người quản lý các món cổ vật Ai Cập trong bảo tàng, đã có ấn tượng mạnh mẽ với vốn kiến thức của cô bé về Ai Cập cổ đại. Ông đã khuyến khích Dorothy đi học chữ tượng hình. Cũng chính năm này, Dorothy lại một lần nữa mơ thấy một vị pharaoh của Ai Cập. Mặc dù không biết ông ta là ai, nhưng giấc mơ này đã khơi gợi nên nhiều ký ức kiếp trước của cô ấy. Thế là Dorothy đã dùng những từ vựng Ai Cập cổ đại của mình và những kiến thức mà cô ấy bắt đầu nghiên cứu về văn hóa tôn giáo Ai Cập cổ đại. Đến năm 1932, Dorothy lúc này đã 28 tuổi và cô không thể kìm nén được khao khát của mình. Bất chấp sự phản đối của cha mẹ, chuyển tới Ai Cập sinh sống và kết hôn với một người bản địa. Nhưng sau khi kết hôn, đã xảy ra một điều rất kỳ lạ. Dorothy thức dậy lúc nửa đêm và ngồi vào bàn viết cái gì đó. Bất luận chồng cô ấy có gọi thế nào, cô ấy cũng không phản ứng. Ngày thứ hai khi chồng cô ấy hỏi về hành động kỳ lạ lúc nửa đêm hôm trước, cô ấy liền nói với chồng, tối qua đã nằm mơ một giấc mơ. Một người chưa bao giờ gặp mặt,
đã nói với cô ấy một vài chuyện và bảo cô ấy ghi chép lại. Sau khi cùng chồng xem lại những thứ mà cô ấy đã viết ra lúc nửa đêm, thì thấy đó toàn là những từ ngữ tượng hình Ai Cập cổ đại. Có một số chữ cái đến Dorothy cũng không biết. Cứ thế một năm trôi qua, Dorothy đã ghi chép được hơn 70 trang ghi chú như vậy. Sau đó Dorothy bắt đầu sắp xếp nghiên cứu những từ ngữ đó, và cuối cùng bí mật cũng được dần hé mở. Đó là câu chuyện xảy ra từ kiếp trước của Dorothy, cách đây 1.000 năm, vào thời Pharaoh Seti. Dorothy là một nữ tu sĩ tại đền Khom El Sultan, tên là Benchasis. Cha cô là một người lính, mẹ cô là một thương gia buôn bán trái cây. Sau khi cha mẹ cô mất, cô được chọn làm nữ tu và phải hiến tế mình cho thần. Từ đó về sau, cô ấy đã luôn sống trong ngôi đền này. Năm 15 tuổi, cô có buổi hẹn hò với Seti, một vị pharaoh trẻ tuổi, và ăn trộm trái cấm. Tuy nhiên lúc đó, thần Ai Cập được xem là đứng tối cao. Một khi đã được chọn làm nữ tu thì cả đời không được lấy chồng. Ngay cả pharaoh cũng không thể hẹn hò với nữ tu, vì đây là một hành động coi thường thần linh. Sau buổi hẹn hôm đó, cô phát hiện bản thân đã mang thai và bụng cô ngày một to lên. Mọi người cũng đã phát hiện ra bí mật này. Vì để bảo vệ người đàn ông mình yêu, cô chỉ có thể chọn cách tự sát. Sau khi biết được sự thật, Siti rất đau lòng và rất nhớ cô ấy. Sau khi biết được cô ấy đã luân hồi chuyển kiếp đến tương lai, Siti đã vượt qua rào cản linh hồn để xuất hiện trong giấc mơ của cô ấy, dùng linh hồn để gặp gỡ. Đây chính là lý do tại sao Dorothy hay có những giấc mơ kỳ lạ. Ban đầu sau khi nghe câu chuyện này, mọi người cho rằng Dorothy chỉ là một kẻ điên. Câu chuyện kể ra giống như vừa xem một bộ phim. Nhưng trong lúc đó, các nhà khảo cổ học người Pháp đã phát hiện ra một ngôi đền cổ và tiến hành khai quật toàn diện. Và để chứng minh Dorothy có thực sự là luân hồi chuyển kiếp của nữ tu hay không, các nhà khảo cổ học đã đưa cô ấy tới một căn phòng rất tối tăm, yên tĩnh, bảo cô ấy quan sát một bức hình và xác định các cột mốc trên đó. Điều khiến người ta kinh ngạc là Dorothy rất thoải mái nói ra nội dung bức tranh trên tường, thậm chí còn chỉ ra vị trí những lăng mộ Nefertiti mà những nhà khảo cổ học vất vả bao nhiêu năm vẫn chưa tìm ra được. Chính là nằm gần lăng mộ của pharaoh Tutankhamun. Tất cả những điều này đều khiến mọi người tin rằng cô ấy chính là tái sinh của vị nữ tu. Những câu chuyện tương tự như thế này trên thế giới cũng đã có rất nhiều, và khái niệm luân hồi đã được tồn tại trong Phật giáo, Đạo giáo, Ấn Độ giáo, Bà La Môn giáo và các tôn giáo khác từ rất lâu. Stuart Hameroff, một bác sĩ gây mê và là giáo sư người Mỹ tại Đại học Arizona, đã đề ra thuyết OR. Ý tưởng của ông là sự kết hợp lượng tử xảy ra trong các vi ống, cấu trúc protein bên trong tế bào thần kinh của não. Thuyết OR nói rằng, hoạt động tư duy của con người là do sự sản sinh hiệu ứng lực hấp dẫn lượng tử. Ý thức ở dạng thông tin lượng tử trong một cấu trúc vi mô nhất định của tế bào não. Và trước khi con người cận kề cái chết, thông tin lượng tử cũng là trạng thái lượng tử của ý thức sẽ thoát khỏi cấu trúc vi mô của tế bào não và truyền chúng vào vũ trụ. Vì vậy, con người sau khi chết đi, ý thức vẫn tồn tại trong vũ trụ. Nhưng nếu người sắp từ giã cõi đời sống lại, trạng thái lượng tử tìm đường quay lại cấu trúc vi mô của tế bào não. Lời giải thích này gần tương đương với những thuyết về linh hồn lìa khỏi xác. Nó chỉ hoán đổi các thuật ngữ tôn giáo cho các thuật ngữ cơ học lượng tử mà thôi. Mặc dù vậy, không ai có thể giải thích triệt để cho kết luận có vẻ duy tâm này, nên nó bắt buộc phải là kết luận không chính xác. Nhưng kết luận này là chính xác. Những người sắp lìa đời chắc chắn có thể cảm nhận được bản thân bị kéo vào vũ trụ và nhìn thấy sự tái hiện của những trải nghiệm trong cuộc sống của chính mình. Do vậy, rất có khả năng luân hồi sẽ tồn tại theo một quy luật tự nhiên như vậy. Chúng tôi sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe những câu chuyện về luân hồi ở phần tiếp theo. Linh hồn cô gái trẻ giúp cảnh sát phá án tại Philippines. Bác sĩ Chuan nói rằng, có những lúc vợ của ông tỉnh táo. Ông đã hỏi bà ấy về những gì đã nói khi mộng du. Tuy nhiên, người vợ lại nói là mình không biết gì. Ban đầu, ông nghĩ rằng chuyện này quá kỳ dị và không để tâm lắm. Nhưng khi linh hồn của Teresita nhiều lần nhập vào người vợ và hỏi rằng vì sao bác sĩ không giúp cô báo cảnh sát, khiến ông vô cùng kinh hãi. Hay cô gái Clarita đã mắc phải một hội chứng tâm thần lạ, trong lễ trừ tà gương mặt biến hóa nhiều lần. Có những lúc cô hiền như chú cừu non khi nghe lời kinh của vị linh mục, lại có lúc mắt cô mở to, miệng phun ra những lời lẽ cay độc dành cho người linh mục. Linh hồn cô gái mượn sắc vợ của vị bác sĩ để giúp cảnh sát phá án. Cô gái trong phòng giam la hét dữ dội
vì bị một thế lực siêu hình cắn từng vết lớn, xô hắm trên khắp cơ thể. Những sự kiện siêu nhiên, những truyền thuyết đô thị tưởng chừng như chỉ là những lời truyền miệng, bịa ra để dọa người, nhưng đã có những sự việc đã được xác nhận bởi chính phủ. Đất nước Philippines với 90% dân số là tín đồ Cơ Đốc giáo đã từng xảy ra nhiều sự việc kỳ lạ mà cho đến nay vẫn chưa ai có lời giải đáp. Sự tấn công của Ma Cà Rồng. Có một câu chuyện cũ đã xảy ra tại thủ đô của Philippines, tại một nhà tù ở Manila. Sự kiện này đã tiêu tốn rất nhiều giấy mực của truyền thông, gây ra chấn động khiến cả thị trưởng và lực lượng cảnh sát tại Manila vô cùng hoảng hốt. Một đêm tháng 5 năm 1953, cô vũ công Clarita sau khi làm việc về đã bị cảnh sát gọi lại vì lúc đó cô rất say xỉn và không thể giữ được tỉnh táo. Sau khi được cảnh sát đưa về đồn, đến ngày 9 tháng 5, trong phòng giam bỗng nhiên vang tới tiếng la hét dữ dội của Clarita. Khi tuần tra cùng hai lính canh chạy đến để kiểm tra tình hình, Clarita đột ngột lao đến nắm tay họ và nói trong sợ hãi: "Giúp tôi, xin hãy giúp tôi đã bị cắn." Người tuần tra đã kiểm tra một lượt xung quanh và không phát hiện ra thêm điều gì kỳ lạ, chỉ có mình Clarita ở nơi này. Anh ấy cẩn thận hỏi rằng ai đã cắn Clarita, nhưng cô ấy chỉ trả lời lan man rằng: "Tôi cũng không biết, nhưng nó cứ cắn tôi." Nghe câu trả lời này, hai người lính canh cho rằng Clarita chỉ giỏi bịa đặt, vì thế họ đã dạy cho cô ta một bài học rồi sau đó rời đi. Tuy nhiên không lâu sau, hai người lính canh lại nghe thấy tiếng hét. Và lần này có điều gì đó kỳ lạ ẩn trong tiếng la hét của Clarita. Họ một lần nữa quay trở lại nhà giam và sững sờ khi thấy cảnh tượng trước mắt. Clarita nằm bất tỉnh dưới đất, trên cánh tay và vai có những vết răng sâu hoắm. Có những thứ gì đó bầy nhầy, trông giống như nước bọt. Trong tình huống này, hai người lính canh nghi ngờ liệu có phải Clarita đã tự cắn mình không. Nhưng suy nghĩ lố bịch này nhanh chóng bị gạt bỏ bởi vết cắn xuất hiện ở sau gáy Clarita. Người bình thường sao có thể tự cắn được cổ mình? Họ nhìn nhau toát mồ hôi lạnh, sau đó ngay lập tức chạy đến văn phòng của giám đốc để báo cáo sự việc ma quái này. Một vị bác sĩ được điều đến hiện trường, nhưng kỳ lạ rằng chính vị bác sĩ này cũng không thể nào giải thích được hiện tượng kỳ quái này. Ông chỉ đưa ra nghi ngờ là Clarita đã bị một sinh vật nhiễm bệnh dại tấn công. Clarita đã được nằm viện theo dõi suốt một đêm, nhưng sáng sớm hôm sau cô ấy lại tiếp tục la hét. Cả giám đốc và một số bác sĩ chuyên môn vội vã đi đến hiện trường và quan sát thấy Clarita đang điên cuồng trốn tránh thứ gì đó. Khi khám nghiệm, các bác sĩ cho rằng những vết cắn trên cơ thể Clarita không phải do người hay thú vật làm, vì những vết cắn đó quá tròn và sâu. Hơn thế nữa, một vài y tá đang trực cũng đã rất hoảng loạn sau khi thấy trên cánh tay của Clarita tự nhiên xuất hiện thêm các vết cắn khác. Lúc này, mọi người bỗng thấy kinh hoàng. Họ bước tới và giữ chặt Clarita lại để xem thứ quái lạ đã cắn cô ấy là gì. Nhưng mặc cho đám đông đang ra sức tìm kiếm, thứ quỷ dị đó vẫn đang như hòa cùng không khí, không ai có thể chạm tới được. Sau khi bình tĩnh, Clarita đã miêu tả lại rằng có một con quái vật tóc đen cứ bước đến và cắn cô ta. Khi bác sĩ mang giấy và bút đến muốn Clarita vẽ lại hình ảnh con quái vật, Clarita giật mạnh tay lại, quăng bút và vò nát mảnh giấy, sau đó cho vào miệng và nuốt trọn. Vì thế mọi người chỉ có thể tưởng tượng thông qua sự miêu tả của cô. Không lâu sau, sự kiện này đã tới tai của thị trưởng Manila khi đó. Ông cảm thấy rất tò mò và lập tức cho gọi Clarita đến văn phòng mình. Ông muốn đích thân xem liệu có chuyện gì thần bí đang diễn ra. Ngay khi thị trưởng kéo cánh tay Clarita để xem xét vết sẹo, đột nhiên lại có những dấu răng kỳ lạ xuất hiện và bắt đầu chảy máu. Cảnh tượng này khiến ông sợ hãi, vội vàng hất tay ra. Rất nhiều bức ảnh đã được chụp lại bởi những nhà báo đang có mặt tại thời điểm đó. Sau đó, câu chuyện kỳ lạ này đã có mặt trên khắp mặt báo của Philippines với tiêu đề gây sốt: Sự tấn công của Ma Cà Rồng. Sự kiện kỳ lạ này kéo dài trong 10 ngày rồi đột ngột biến mất không dấu vết. Trong giai đoạn này, mỗi khi Clarita bị cắn đến ngất đi thì dừng lại. Sau khi tỉnh dậy, cô ấy lại tiếp tục bị cắn. Nhưng đó rõ ràng chỉ là cảm nhận chủ quan của riêng cô. Các bác sĩ điều trị vết thương cho cô ấy đã kiểm tra chất lỏng màu đỏ và tự đoán rằng Clarita đã mắc phải một hội chứng tâm thần lạ. Cụ thể là khi phát bệnh, bệnh nhân sẽ cảm thấy đau đớn khắp người, màu da ở một số nơi trên cơ thể cũng sẽ thay đổi và một cái gì đó giống như rồ răng sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, đây chỉ là một lập luận chưa có bằng chứng khoa học cụ thể. Lúc này, việc trừ tà trở thành phương án tiếp theo được lựa chọn. Một nhân chứng tại buổi lễ trừ tà cho biết sắc mặt của Clarita thường xuyên thay đổi. Có những lúc cô hiện như chú cừu non khi nghe lời kinh của vị linh mục, lại có lúc mắt cô mở to,
miệng phun ra những lời lẽ cay độc dành cho người linh mục và đuổi ông đi. Nguyên nhân thật sự của hiện tượng này là gì, đến nay chưa ai có thể giải thích được. Vì vậy, nó đã trở thành câu chuyện bí ẩn được lưu truyền đến ngày nay. Linh hồn nạn nhân giúp cảnh sát phá án. Ngày 21 tháng 2 năm 1977, Ruth Love, bạn của Teresita, gọi điện cho cô và trò chuyện khoảng 30 phút. Love sau đó làm chứng rằng Teresita bây giờ đang chờ một người bạn đến nhà, nhưng không nói người đó là ai hoặc mục đích chuyến thăm là gì. Một giờ sau khi Love nói chuyện với Teresita, lực lượng cứu hỏa được gọi đến căn hộ của Teresita vì hàng xóm phàn nàn về mùi khói phát ra từ đây. Sau khi lao vào dập lửa và kiểm tra, họ phát hiện một thi thể không mặc quần áo bên dưới tấm nệm với một con dao nhọn cắm ở ngực. Những người lính cứu hỏa ngay lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Vì vậy, họ đã gọi cảnh sát. Sau khi kiểm tra hiện trường, cảnh sát phát hiện rằng đây là một vụ giết người dã man được che đậy bằng một vụ cháy. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát nhanh chóng phát hiện đó là thi thể của một người phụ nữ tên là Teresita, một người nhập cư từ Philippines đến Mỹ làm tại phòng điều trị hô hấp trong bệnh viện Edgar Water ở ngoại ô thành phố Chicago. Nhưng đối với kẻ sát nhân, họ hoàn toàn không tìm được manh mối. Vì theo tình hình lúc đó, Teresita lẽ ra phải bị xâm hại tình dục trước khi bị giết. Nhưng sau khi bác sĩ pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi, lại không tìm ra động cơ của vụ án. Hơn nữa, ngọn lửa đã thiêu rụi hầu hết hiện trường vụ án trong phòng, nên những manh mối có giá trị hoàn toàn bị tiêu hủy. Cảnh sát chuyển hướng điều tra sang những người từng là bạn bè của Teresita, nhưng cũng không tìm được thêm thông tin nào. Vụ án dần rơi vào ngõ cụt. Nhưng vào một ngày sau 6 tháng xảy ra vụ án, bác sĩ Chua, người làm cùng bệnh viện với Teresita, đột nhiên gọi đến cho cảnh sát và thông báo rằng anh ta có thông tin về vụ án của cô. Chua là người làm cùng bệnh viện với nạn nhân. Ông cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ án, có điều gì đó rất kỳ lạ đã xảy đến với vợ của ông. Bà mắc phải chứng bệnh lạ, thỉnh thoảng rơi vào trạng thái mộng du không rõ lý do. Việc này xảy ra rất nhiều lần trong thời gian ngắn và sau đó bà ấy đã qua đời. Trong thời gian bệnh, lúc trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bà ấy đã nói chuyện với ông bằng giọng của Teresita và nói rằng hung thủ đã sát hại Teresita tên là Alan Sowery, cũng là một nhân viên trong bệnh viện. Quá trình xảy ra vụ án được miêu tả lại rất chi tiết, rằng trong ngày xảy ra vụ án, Alan đã đến nhà Teresita để sửa chiếc TV, nhưng sau khi cô mở cửa, Sowery đã đột ngột tấn công và tóm lấy cô từ phía sau. Do không có sự chuẩn bị nên cô đã bị Sowery sát hại. Bác sĩ Chua nói rằng có những lúc vợ của ông tỉnh táo, ông đã hỏi bà ấy về những gì đã nói khi mộng du. Tuy nhiên người vợ lại nói là mình không biết gì. Ban đầu ông nghĩ rằng chuyện này quá kỳ dị và không để tâm lắm. Nhưng khi linh hồn của Teresita nhiều lần nhập vào người vợ và hỏi rằng vì sao bác sĩ không giúp cô báo cảnh sát, khiến ông vô cùng kinh hãi. Ông đã giải thích rằng mình không có bằng chứng. Nhưng vài ngày sau đó, Teresita lại mượn cơ thể người vợ của ông một lần nữa và nói rằng sau khi Alan sát hại cô, đã lấy đi một số món trang sức của mình để tặng cho bạn gái hắn và thúc giục anh giúp cô báo cảnh sát. Mặc dù những lời nói của vị bác sĩ này chưa có bằng chứng xác thực, cảnh sát vẫn quyết định gọi Alan tới thẩm vấn. Phản ứng đầu tiên của hắn là kiên quyết phủ nhận chuyện này. Alan nói rằng hắn có đến căn hộ của nạn nhân để sửa TV, nhưng do không có đủ dụng cụ nên đã quay về nhà. Cảnh sát không tin lời khai này và quyết định tìm đến bạn gái của hắn. Cô và gia đình đã xác nhận rằng có nhận được quà của Alan và đồng ý cho kiểm tra những món trang sức đó. Kết quả cho thấy trong số những món trang sức đó thực sự có nữ trang của Teresita. Lúc này, tâm lý phòng ngự của Alan đã hoàn toàn sụp đổ. Trước các bằng chứng, Alan đã thú nhận hành vi giết người. Hắn khai nhận rằng sau khi rời khỏi căn hộ của cô, anh ta đã lên kế hoạch quay lại để cướp. Teresita đồng ý cho Alan vào nhà và khi cô quay lưng khóa cửa, anh ta đã tấn công cô từ phía sau. Alan sau đó đã cởi hết quần áo Teresita để làm cho hiện trường giống như một vụ tấn công tình dục. Sau đó, anh ta lấy nệm đè lên cơ thể nạn nhân rồi đốt. Sau khi vụ án này được công bố rộng rãi, khơi dậy một cuộc tranh luận gay gắt. Một số người nghĩ rằng có thể bác sĩ Chua đã chứng kiến được tội ác mà Alan đã gây ra, nhưng không dám nói ra sự thật vì sợ bị trả thù. Nhưng sau đó, ông không thể chịu được sự giày vò của lương tâm nên đã dựng một câu chuyện tâm linh thần bí. Tuy nhiên, cũng có người thực sự nghĩ rằng đây là một chuyện tâm linh có thật của người dân tại Philippines. Và sự thật của câu chuyện này đến nay vẫn còn là ẩn số. Hiện tượng huyền bí, 13 người mắc kẹt trong vòng luân hồi tập thể tại Thái Lan. Năm 2018, một chiến dịch giải cứu 13 thành viên của đội bóng nhí bị mắc kẹt trong một hang động ở Thái Lan
đã gây chấn động thế giới. Đến thời điểm hiện tại, đây chính là chiến dịch mang quy mô quốc tế lớn nhất từ trước đến nay. Các bạn có biết ẩn sau chiến dịch giải cứu ly kỳ này là một mối quan hệ giữa người và thế lực siêu nhiên kéo dài 300 năm? Hôm nay, Tâm Linh Cuộc Sống sẽ mang đến cho bạn một bí ẩn thú vị về chiến dịch giải cứu với quy mô quốc tế chưa từng có. Tham gia sứ mệnh này gồm có quân đội hoàng gia, lực lượng không quân, hải quân, các đơn vị y tế của đất nước Thái Lan. Ngoài ra còn có 5 đặc nhiệm siêu Thái, những người mà chúng ta chỉ có thể nhìn thấy trong phim, cùng các chuyên gia của Trung Quốc, Mỹ, Anh, Australia, Nhật Bản, Myanmar, Lào và hơn 20 quốc gia cùng 10.000 tình nguyện viên tham gia chiến dịch giải cứu này. Đằng sau những người này có một nhà sư bí ẩn cũng tham gia cứu hộ. Và sự xuất hiện của nhà sư cũng đưa chúng ta biết đến một câu chuyện tình sâu sắc ngoài luân hồi. Sứ mệnh bất khả thi. Sứ mệnh này bắt đầu với chuyến tham quan của 12 thiếu niên trong đội bóng nhí, có tên là Lợn Hoang của địa phương, cùng huấn luyện viên 25 tuổi vào hang Tham Luông trưa ngày 23 tháng 6, 2018. Một tuần trước khi mùa mưa thường bắt đầu ở Thái Lan, hang Tham Luông được người dân địa phương gọi đầy đủ là hang Tham Luông Nang Non, có nghĩa là hang động lớn của người con gái đang ngủ. Hang Tham Luông là một khu phức hợp trải dài bên dưới ngọn núi Đôi Nang Non, bên trên biên giới giữa Thái Lan và Myanmar. Hang động dài 10,3 km và là một trong những hệ thống hang động khó đi lại nhất do đường hẹp và đường hầm quanh co. Hang động này rất gần nơi tập luyện của những cầu thủ nhí. Vì vậy, những cậu bé này rất vui vẻ và hào hứng khi được đến đó tham quan bằng xe đạp. Trước khi khởi hành, họ đã cùng nhau chụp một bức ảnh làm kỷ niệm và đăng lên mạng xã hội. Khi những cậu bé đến được hang động Tham Luông, mưa lớn bất ngờ trút xuống. Nước lũ ồ ạt tràn vào ngập cửa hang, buộc họ phải rút càng ngày càng sâu vào trong hang để tránh bị chết đuối. Trong hang cũng không có tín hiệu nên họ không thể gọi cứu hộ. Lúc này, huấn luyện viên mới nhận ra bọn họ có thể sẽ bị mắc kẹt tại đây vĩnh viễn. Những cậu bé mắc kẹt trong hang, lớn nhất là 16 tuổi, nhỏ nhất là khoảng 11 tuổi. Vì không có đủ lương thực, nên huấn luyện viên quyết định dẫn các cậu bé đến một mô đất cao khô ráo, an toàn. Và cả nhóm không thể làm gì khác ngoài việc ngồi chờ cứu hộ trong vô vọng. Chiều tối hôm đó, một người mẹ của cầu thủ nhí trong nhóm không thấy con về nhà, bèn gọi hỏi thăm những vị phụ huynh khác. Sau đó, họ cùng nhau báo với nhà chức trách và cùng đi đến hang Tham Luông. Một kiểm lâm viên sau đó phát hiện xe đạp của các em dựng gần cửa hang. Rõ ràng là các em đã bị mắc kẹt ở bên trong. Sau khi gọi cảnh sát, một cuộc tìm kiếm và giải cứu quy mô lớn bắt đầu. Ngày và đêm hôm đó, chính phủ đã liên hệ với đội thợ lặn quân sự tại địa phương. Khi đến nơi, họ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy lối đi mà các cậu bé đi qua chỉ vài giờ trước, giờ đã tràn ngập nước và bùn. Họ cũng không biết nước bắt nguồn từ đâu mà có thể dâng lên một cách nhanh chóng như vậy. Nước dâng cao đến nóc hang. Vậy là những đứa trẻ có thể sẽ phải đi đến phần sâu nhất của hang động, nơi không có lối ra. Nhưng điều khó khăn nhất là không một ai biết chính xác các em đang ở đâu, do hang động khá dài và hẹp, không ai biết rõ cấu trúc trong hang. Tại thời điểm này, một người đam mê thám hiểm hang động ở Anh đã cung cấp một số thông tin về hang động và cho họ biết. Bản thân anh rất yêu thích hang động Tham Luông này. Bản thân anh đã bắt đầu nghiên cứu chuyên sâu về nó trong suốt 4 năm qua. Hang động này bao gồm 3 nhánh chính. Giao điểm 3 nhánh này nằm ở giữa hang. Khi trời mưa, lũ sẽ đổ xuống từ một phía và lối ra sẽ bị chặn kín. Vì vậy, những đứa trẻ phải ở đoạn đường cuối cùng. Nhờ miêu tả của anh ấy, nhóm cứu hộ có lẽ đã xác định được địa hình của hang động. Đã có những đội cứu hộ đầu tiên đến, nhưng do hạn chế của thiết bị và sự cố kỹ thuật mà họ không thể tiếp tục tiến về phía trước. Chính quyền địa phương khi ấy đã công khai tuyên bố chuyển ngay về đội siêu xuất sắc nhất Thái Lan đến giải cứu để xoa dịu lòng dân. Họ sẽ đảm bảo an toàn cho những cậu bé và huấn luyện viên của đội bóng. Đến ngày giải cứu thứ 3, biệt đội siêu đã đến và bắt đầu công cuộc giải cứu. Nhưng 2 ngày mưa tầm tã tiếp theo đã làm mực nước dâng cao hơn cả lúc ban đầu. Và dòng điện trở nên mạnh hơn và nơi hẹp nhất trong hang chỉ còn bằng khoảng cách một người đi qua. Những người lính biệt kích không thể tiến xa hơn với sợi dây an toàn. Mọi thứ đều chìm trong nước, họ bị sóng nước đẩy lùi vào trong hang. Những chấn động do lũ lớn làm đá từ nóc hang rơi xuống, thậm chí đã khiến họ bị thương. Không còn cách nào khác, biệt đội SEAL chỉ có thể từ bỏ công cuộc giải cứu, quay trở ra và tìm đường khác vào hang. Rất đông lực lượng cứu hộ đã tiến hành bao vây ngọn núi để tìm những lối đi khác. Gia đình lúc này đã rất lo lắng cho an toàn của lũ trẻ. Mặt khác, chính phủ cũng đưa nhiều thiết bị bơm công suất cao để bắt đầu rút nước trong hang. Mất đến nửa ngày, nhưng biện pháp này có vẻ không khả thi bởi hiện tại đang là mùa mưa. Nước cứ bơm ra lại tràn trở lại vào hang. Nước từ trên núi vẫn liên tục chảy xiết không ngừng.
Để ngăn chặn tình trạng nước từ trên núi chảy vào, chính phủ đã mời đến một kỹ sư thủy lợi, nhanh chóng đưa ông ấy đến để tìm nguồn nước trên núi và làm công việc thoát nước. Nhờ vậy, đã hạn chế được nước trên núi không còn chảy vào. Mực nước trong hang đã được giảm đi đáng kể, những người thợ lặn có thể lặn xa hơn. Tuy nhiên, sau rất nhiều nỗ lực, vị trí của những đứa trẻ vẫn chưa được tìm thấy. Người đã cung cấp kết cấu của hang động bí ẩn này nói với chính phủ Thái Lan. Vị trí của những đứa trẻ nên được xác định tại điểm cao nhất trong hang. Nhưng với tình hình của đội cứu hộ hiện tại, không có ai đủ sức vượt qua hang động để tìm những đứa trẻ này. Ông lập tức đưa ra gợi ý về một đội cứu hộ quốc tế, chỉ bao gồm vài người có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này. Chính phủ đã liên lạc đến hai thành viên trong danh sách là Rick Station và John Volenton. Hai chuyên gia này nhanh chóng đến hang động tham luồng. Khi họ đến, trời vẫn còn mưa như chút nước. Nhưng để giải cứu đội bóng nhí, họ vẫn bất chấp trời mưa và tiến hành những hành động giải cứu đầu tiên. Hai chuyên gia chưa tìm ra được bọn trẻ, nhưng đã phát hiện ra một người lạ mặt cũng bị kẹt trong hang. Đó là công nhân máy bơm đến từ ngày hôm trước. Trong khi đưa anh ta ra ngoài, người công nhân này bỗng nhiên mất trí, bơi điên cuồng lên mặt nước. Người công nhân cảm thấy thiếu dưỡng khí, trong tiềm thức muốn ngoi lên trên mặt nước. Hai chuyên gia đã vô cùng lo lắng, vì đến cả thợ lặn còn khó mà thoát ra khỏi. Nếu những đứa trẻ ở nơi sâu nhất trong hang, thì làm thế nào đưa chúng ra khỏi một cách an toàn? Station và Volenton quyết định quay lại và xem lại kế hoạch giải cứu trong thời gian tới. Lúc này, người dân cũng mời một nhà sư lỗi lạc đến để làm lễ cầu nguyện cho sức khỏe của 12 cậu bé và huấn luyện viên người bị mất tích, hy vọng Đức Phật có thể phù hộ cho họ được giải cứu thành công. Vào ngày thứ 10 của vụ mất tích, một số phụ huynh đã suy sụp hoàn toàn. Họ nghĩ rằng dù các cậu bé còn sống sót ở trong hang, nhưng 10 ngày rồi không thấy ánh mặt trời, không có thức ăn nên cơ hội sống sót là rất mong manh. Họ bắt đầu cầu nguyện, thậm chí hét vào trong hang, mong cho các con của họ có thể nghe thấy. Đến 10 giờ tối, Station và Valentin vẫn quyết định lặn vào hang động từ phía đông cùng với một người tên Ba. Họ phát hiện bãi Paitaya khoảng 400 mét bên ngoài hang động, có một bãi biển trên mặt đất. Station dường như có nghe thấy tiếng kêu cứu khẽ khẽ cách đó không xa. Họ ngay lập tức lấy dây an toàn và quyết định đi tiếp. Khi họ nổi lên khỏi mặt nước một lần nữa, trong ánh đèn pin lờ mờ, những đứa trẻ cuối cùng đã được tìm thấy cách cửa hang khoảng 2 km. Những đứa trẻ này đang bị mắc kẹt trên những vết nứt của hang đá. Vì Station và Volenton không nói được tiếng Thái, chỉ có một cậu bé biết được một số từ tiếng Anh đơn giản để giao tiếp. Khi xác định tất cả những đứa trẻ bị mắc kẹt đều còn sống, họ đã dùng máy ảnh chụp lại tình hình của những đứa trẻ và trở về căn cứ với tin tức tốt lành. Trong niềm hạnh phúc muộn màng, những đứa trẻ đã lấy lại tinh thần, không còn cảm giác khó chịu gì ngoài việc quá đói và gầy đi không ít. Sau khi bị mắc kẹt, huấn luyện viên đã dạy những đứa trẻ học cách sinh tồn trong hang động để ngăn cơ thể chuyển hóa quá nhanh do tâm lý sợ hãi. Huấn luyện viên đã bảo chúng ngồi thiền, do đó làm giảm sự trao đổi chất cơ bản và giảm trạng thái căng thẳng tinh thần cho bọn trẻ. Station và Volenton đã trở lại căn cứ giải cứu, nhưng họ bắt đầu phải đối diện với một vấn đề nan giải khác. Mặc dù đã xác định được vị trí của những đứa trẻ bị mắc kẹt, nhưng để giải cứu chúng ra là một chuyện rất khó khăn, vì nước đọng lại trong hang đã lên đến 5 mét. Nước trộn lẫn với bùn và những mảnh vụn, thỉnh thoảng lại có đá lăn rơi từ trên cao xuống. Trong trường hợp này, thậm chí nếu bùn, rễ cây và rác không làm máy bơm nước bị kẹt thì cũng phải mất nhanh nhất một tháng mới có thể bơm hết nước ra ngoài, và nó chỉ khả thi khi trời sớm dứt mưa, vì vậy phương án này không được lựa chọn. Một nhà địa chất khác đề xuất một phương án thứ hai là khoan một trục từ đỉnh của động tham luông thẳng xuống để kéo những đứa trẻ này ra khỏi động. Nhưng nhìn vào sơ đồ hang, do vị trí hang quá xa mặt đất, thêm việc thời tiết đang mưa nên nếu khoan sẽ dễ khiến hang bị đổ sập. Trong khi suy nghĩ về kế hoạch giải cứu, những người thợ lặn lần theo sợi dây an toàn do hai chuyên gia để lại để bắt đầu chuyển đồ tiếp tế cho những đứa trẻ trong hang. Đến ngày thứ 14, việc đau lòng đã xảy ra. Một đặc nhiệm Thái Lan tên là Saman Khonan đã hy sinh trong lúc đặt các bình dưỡng khí vào trong hang mà không để ý rằng chính bình oxy của mình đã cạn kiệt. Nơi anh xảy ra tai nạn cách cửa hang khoảng 1.500 mét. Cũng vì tai nạn lần này, các chuyên gia đã bắt đầu đo đạc lại hàm lượng oxy trong hang. Kết quả đo đạc cho thấy hàm lượng oxy trong hang đã xuống đến 15%. Nếu không nhanh chóng đưa những đứa trẻ ra ngoài, chúng sẽ bị thiếu oxy và không thể hô hấp được. Nếu thợ lặn chuyên nghiệp muốn lặn từ cửa hang đến chỗ bọn trẻ cũng phải mất 6 tiếng đồng hồ cho một lượt. Ngoài ra, các vật phẩm cứu trợ mang theo vào hang cũng bị giới hạn bởi trong hang có nhiều chỗ hẹp
chỉ vừa đủ một người lọt qua. Nhiệm vụ giải cứu này vẫn đang kéo dài. Đến ngày thứ 16, Station và Valentin quyết định đưa ra một đề xuất táo bạo. Một kế hoạch giải cứu không ai dám thử vì rủi ro của nó rất lớn. Đến 3 năm sau khi cuộc giải cứu thành công, chính phủ mới dám công khai kế hoạch của hai chuyên gia vào thời điểm đó. Đó chính là tiến hành gây mê những đứa trẻ. Xác suất thành công của kế hoạch này chỉ là 20%. Sau khi hai chuyên gia được chính phủ ủy quyền, đã lập tức mời một bác sĩ gây mê chuyên nghiệp từ Vương quốc Anh đến Thái Lan. Vị bác sĩ này đánh giá những đứa trẻ rất yếu nên không thể trực tiếp sử dụng thuốc gây mê. Ông đề nghị cứ sau nửa giờ đồng hồ sẽ cho chúng uống một viên liều thuốc an thần. Tất cả mọi người nhanh chóng tiến hành kế hoạch giải cứu này vì lượng oxy trong hang cũng không còn nhiều. Kế hoạch được thực hiện rất chính xác và tỉ mỉ. Cuối cùng, sau 18 ngày mắc kẹt trong hang thăm luông, 13 thành viên của đội bóng nhí đã được giải thoát an toàn. Tất cả mọi người rất vui mừng và cảm thấy hãnh diện vì họ đã hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ rất khó khăn. Chiến dịch giải cứu lần này có thể đi vào lịch sử, nhưng rất ít người biết phía sau nỗ lực của đội cứu hộ còn có sự xuất hiện của một nhà sư bí ẩn. Nhà sư bí ẩn tham gia cứu hộ phía sau chiến dịch này là ai? 4 ngày sau khi những đứa trẻ bị mắc kẹt, một nhân viên của nhà hàng Chiang Mai là Nathan Nook đã đăng một dòng chia sẻ lên trang cá nhân của cô. Trong giấc mơ, một nữ thần đã nói với Nathan Nook rằng bà sẽ không cho phép các cậu bé rời khỏi hang cho tới khi có nhà sư Krumba đến cầu nguyện tại hang để xua tan nghiệp chướng. Dòng chia sẻ này ngay lập tức được nhận sự phản hồi mạnh mẽ bởi nhiều người dân Chiang Mai cũng có cùng giấc mơ với cô ấy. Đồng thời lúc này, tại Myanmar, nhà sư Krumba cũng có một giấc mơ tương tự. Trên thực tế, truyền thuyết về hang động tham luông được gắn với một tình yêu sâu sắc mà những người dân ở địa phương này đều được những vị lão làng kể lại từ lúc mới sinh ra. Theo truyền thuyết, hơn 300 năm trước, có một công chúa rất xinh đẹp, đem lòng yêu một chàng trai nghèo và có thai. Điều đó đã khiến vua cha rất tức giận. Mặc dù hai người đã tìm cách bỏ trốn, nhưng nhà vua vẫn ra lệnh cho 13 quân lính đi theo và xử tử chàng trai để tránh tai tiếng cho hoàng tộc. Hai người chạy trốn lên ngọn đồi. Lúc này vừa đói vừa lạnh, chàng trai đã để công chúa trong hang và chạy ra ngoài tìm thức ăn. Không may, khi vừa ra khỏi hang, anh gặp ngay quân lính của nhà vua và bị xử tử ngay sau đó. Công chúa thấy người mình yêu không còn, cũng lập tức nghĩ quẩn và đi theo anh. Nơi hai người nằm xuống, mọc lên một hang động, đó là hang tham luông hiện tại, hay còn được người dân địa phương gọi tên là hang công chúa ngủ. Là một nhà sư lỗi lạc, Krumba sau giấc mơ đã lập tức hiểu rõ nguyên nhân sự việc. 12 đứa trẻ và một huấn luyện viên chính là 13 tên lính canh vào thời đó. Và chính đại sư là chàng trai mà công chúa yêu, họ đã luân hồi chuyển thế nhiều năm. Thứ đã nhốt 13 người của đội bóng nhí chính là linh hồn của công chúa. Người dân địa phương nơi đây cũng hiểu biết và tin vào luật nhân quả, bèn cầu xin đại sư đến hóa giải mối oan ức trăm năm. Lạ thay, trước khi đại sư đến một lúc, nơi đây đang trời quang mây tạnh, nhưng một giờ sau, bỗng đổ cơn mưa bất chợt như vị công chúa gặp được người mình yêu mà xúc động rơi nước mắt. Sau khi thực hiện các nghi lễ, đại sư Krumba đã một mình đi vào hang nói chuyện với linh hồn công chúa trong suốt 2 giờ đồng hồ. Sau khi ra ngoài, đại sư cùng các đệ tử lại tiếp tục cầu nguyện và trấn an người nhà của những đứa trẻ rằng chúng sẽ được tìm thấy trong 1 hoặc 2 ngày nữa. Khi đại sư Krumba dịu dàng rời khỏi, bầu trời liền tạnh mưa, mực nước trong hang cũng đã giảm đáng kể, đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được tốc độ giảm của nó. Đến Station và Valentin cũng phải thốt lên kinh ngạc rằng hai người họ chưa bao giờ nhìn thấy hiện tượng này trước đây. Trong một đoạn phim tài liệu, hai chuyên gia đã chia sẻ rằng chúng tôi trước đây không tin vào những điều kỳ diệu thế này, nhưng tôi thực sự không hiểu tại sao khi nhà sư rời đi, cơn mưa lại tạnh ngay. Cuối cùng, cuộc giải cứu này cũng đã có một kết thúc thuận lợi viên mãn. Bạn có tin vào nhân quả luân hồi sau khi xem xong video này? Nàng công chúa muốn nhốt 13 người lính trong tiền kiếp ở nơi này vĩnh viễn, nhưng vì gặp được và nghe lời khuyên của chàng trai là người mình yêu trong tiền kiếp nên đã thả họ ra. Và những đứa trẻ mắc kẹt trong hang động tưởng chừng khó thoát khỏi lại trở về nhà an toàn. Nghiệp chướng của ông Triệu, vì tiền mà hại 20 người kém trí chịu thương vùi trong mỏ than. Do thiếu kinh phí nên người đàn ông này đã nhận nuôi một số người chậm phát triển trí tuệ và bắt họ đi đào than. Nguồn kinh phí lúc này chỉ đủ trả cho một số nhân viên bảo vệ nên lão vẫn nợ tiền công của họ. Sau khi tích lũy được số vốn đầu tiên, vì để che giấu sự thật và không muốn tốn tiền trả công cho những người kém phát triển trí tuệ này, nên lão đã nhẫn tâm đóng cửa mỏ than nhỏ đó trong âm thầm, để những kẻ yếu dần, ngã quỵ dần trong bóng tối vì đói khát và thiếu oxy. Và bây giờ, hàng đêm, lão lại nghe tiếng họ khóc than đòi mạng. Những người ở bệnh viện cứ vào đêm khuya
lại nghe tiếng lão rên rỉ van xin ai đó tha thứ cho mình được kết thúc cuộc sống này. Nhưng làm sao có thể như vậy? Mọi sự trên đời đều không nằm ngoài quy luật nhân quả. Có những câu chuyện tưởng chừng chỉ có thể xảy ra trong chuyện cổ tích, nhưng lại diễn ra ngay trong đời sống chúng ta, như một lời cảnh tỉnh về bài học nhân quả báo ứng. Hôm nay, Tâm Linh Cuộc Sống xin chia sẻ đến các bạn câu chuyện về ông chủ mỏ nhẫn tâm, độc ác và nghiệp chướng mà ông ta phải gánh ngay tại kiếp này. Chúng ta thường nghĩ cái chết là một điều tồi tệ nhất trên đời. Tất cả những kẻ ác, những phạm nhân mang trọng tội đều sẽ bị phán tử hình như một bài học răn đe mọi người rằng gieo nhân nào thì sẽ phải gặt quả nấy. Nhưng có một sự thật bất ngờ hơn, đó là đối với một số người thì để họ sống là một hình phạt còn nặng nề hơn gấp trăm nghìn lần. Một vị bác sĩ pháp y trong sự nghiệp của mình đã từng trải qua nhiều vụ án, gặp được nhiều câu chuyện rất bí ẩn và ly kỳ. Ông đã kể lại nhiều câu chuyện mình từng tận mắt chứng kiến, khiến mọi người không thể không tin rằng nhân quả báo ứng trong Phật giáo là có thật. Đây là một câu chuyện có thật tại Trung Quốc, và để đảm bảo bí mật về danh tính của những người liên quan, chúng tôi xin phép được đổi tên. Chúng ta tạm gọi hắn là ông Triệu. Ông chủ Triệu vốn xuất thân từ nghề thợ mỏ. Sau khi bắt đầu mở một mỏ than nhỏ ngay tại thị trấn nơi mình đang sinh sống, ông Triệu đã dần trở thành người giàu nhất thị trấn. Nhưng giống như ý trời, một ngày đó, cơ sở này của ông Triệu đã xảy ra một tai nạn mỏ than không hề nhẹ. Điều khiến mọi người bất ngờ là sau tai nạn, trong quá trình điều tra, đội điều tra đã phát hiện những công nhân tại nơi đây không được đào tạo bài bản, không có bất kỳ ai đủ trình độ sản xuất. Các máy móc thiết bị tại đây cũng đã cũ kỹ, lỗi thời và xuống cấp nghiêm trọng. Thông thường những công việc nguy hiểm như khai thác than phải được chính quyền địa phương quan tâm và kiểm tra gay gắt. Nhưng dường như phía sau lão Triệu này có sự giúp đỡ của một số nhân vật có quyền lực tại địa phương. Bởi sau khi vụ việc sập hầm mỏ này xảy ra, việc điều tra đã nhiều lần bị gián đoạn và cuối cùng đi đến kết luận rằng đây chỉ là một tai nạn. Hầm mỏ bị sập vì nổ ga dẫn đến hậu quả một người mất mạng, hai người khác bị trọng thương. Theo các quy tắc bất thành văn trong ngành, khi có sự cố xảy ra, thông thường người chủ mỏ sẽ hỗ trợ gia đình nạn nhân một khoản trợ cấp. Khoản tiền này tương đối lớn nhưng có thể xử lý mọi chuyện trong êm đẹp. Không may cho lão Triệu, vào thời điểm đó, chính phủ đã mở cuộc điều tra lớn với sự tham gia của hệ thống giám sát an toàn quốc gia. Vụ việc này được điều tra kỹ lưỡng bởi đội điều tra và người chủ mỏ đã phải lĩnh án. Lúc này, vị bác sĩ pháp y cùng các điều tra viên khác đến để thu thập bằng chứng và lấy lời khai thì được trại tạm giam thông báo rằng ông ta đã chuyển đến bệnh viện trại giam vì bệnh tăng đường huyết nặng. Sau đó, vị bác sĩ vội vã đến bệnh viện trực thuộc Cục Tư pháp gặp lão Triệu. Ấn tượng đầu tiên của ông ấy về lão chủ mỏ này cũng không mấy tốt đẹp. Lão trạc ngũ tuần, cả người to béo vạm vỡ. Trong suốt quá trình lấy lời khai, lão luôn to tiếng, tỏ ra khó khăn và bất hợp tác. Cuộc gặp gỡ kết thúc bằng câu nói ngay sau khi vị bác sĩ vừa quay lưng khỏi phòng bệnh: các anh đừng cố gắng làm gì, không cần mất một tháng, tôi sẽ đường đường chính chính mà bước khỏi nhà giam này. Và sự thật như lời lão nói, do các yếu tố gây nhiễu khác nhau, vụ án điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Tất cả thủ tục thay đổi biện pháp cưỡng chế nhanh chóng được hoàn tất và lão Triệu cũng chuẩn bị được trả tự do khỏi trại tạm giam. Vào đêm cuối cùng trước khi lão được rời khỏi nhà giam, căn bệnh về đường huyết và xoài mật đã tái phát nghiêm trọng. Mặc dù tại trạm giam không hề giữ chân lão, nhưng trong suốt 4 tháng sau đó, bệnh tật trầm trọng đã khiến lão không thể rời khỏi chiếc giường trong bệnh viện. Và tin vui là sự cố gắng của bác sĩ pháp y và đội điều tra đã được đền đáp. Khi quyết định cuối cùng của tòa án là lão Triệu phải bồi thường toàn bộ tổn thất cho gia đình các nạn nhân. Ngoài ra, lão còn phải lãnh án 6 năm tù giam. Nhưng nhận án chưa được bao lâu, lão đã phải ra khỏi tù vì cơ thể ngày càng yếu đi. Bản án của lão ta chỉ có thể được thi hành trong một bệnh viện dưới sự giám sát của cơ quan chức năng. Do tính chất công việc, vị bác sĩ pháp y cũng thường xuyên lui tới bệnh viện này. Tại đây, ông đã gặp lại lão Triệu. Vì vẫn còn rất giàu có, ông ấy đã lo lót để được ở riêng một mình tại một phòng bệnh sạch sẽ và ngăn nắp, dù cửa sổ vẫn được hàn chặt bằng nhiều thanh sắt. Lúc này, tinh thần của lão bắt đầu sa sút. Mỗi khi họ chạm mặt, vị bác sĩ cảm thấy đôi mắt lão mở to như đang suy nghĩ về điều gì đó. Một lần, lão Triệu hỏi ông rằng liệu ông có tin vào những chuyện tâm linh hay không. Ông đã thẳng thắn trả lời rằng tôi tin vào Phật giáo. Lão Triệu im lặng như đang suy nghĩ điều gì, rồi chợt thở dài không nói. Không lâu sau đó, lão được chuyển lên bệnh viện tuyến trên vì tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Trại giam cũng đã giải quyết các thủ tục để chữa bệnh cho lão.
Đến gần 8 tháng sau, từ một người cao đến 1m8, thân hình to béo mập mạp, cân nặng của lão nhanh chóng giảm xuống còn chưa đến 40kg. Vị bác sĩ và lão Triệu thường gặp nhau và trò chuyện ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng, lão Triệu lại hỏi ông những câu hỏi mơ hồ. Làm thế nào để chấm dứt cuộc sống bệnh tật đau khổ? Chấm dứt cuộc sống có phải là giải thoát không? Mặc dù từng là một sinh viên y khoa và có thâm niên vài chục năm trong nghề, nhưng vị bác sĩ chưa bao giờ thấy một cơ thể mỏng manh như vậy. Đôi mắt trũng sâu, hai má hóp lại làm gò má nhô cao, đôi môi xanh xao tái nhợt. Khi lão thở, xương sườn nhô ra rõ ràng từng cái, khiến người đối diện cảm thấy như chỉ cần chạm nhẹ, cơ thể lão có thể ngay lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Hai đùi lão thậm chí còn nhỏ hơn cánh tay của đứa trẻ 6 tuổi. Hai tay không có cơ bắp, chỉ còn da bọc xương. Làn da mỏng manh đến mức nhìn vào có thể thấy những sợi gân cùng ống xương phía bên trong. Bệnh viện kết luận lão bị suy đa tạng. Thông thường, những bệnh nhân bị suy đa tạng nặng không thể sống lâu do tình trạng nhiễm khuẩn cùng sự đau đớn dày vò. Với tình trạng hiện tại, các bác sĩ đã không còn đủ sức để cứu chữa. Nhưng điều kỳ lạ là lão vẫn sống ngày qua ngày. Đã nhiều lần, lão tâm sự với vị bác sĩ pháp y rằng khao khát duy nhất của lão bây giờ là được chấm dứt cuộc sống đau khổ bất lực này. Hằng ngày, lão phải sống trong đau đớn tột cùng mỗi giây. Có lần lão cố bỏ ăn hơn 10 ngày và bị suy tim nặng, tưởng chừng như đã tắt thở. Nhưng bằng một cách nào đó, lão ấy lại sống lại. Bẵng đi một thời gian dài, vị bác sĩ không gặp lão Triệu vì bận công việc. Nhưng vào một ngày, lão ấy yêu cầu y tá gọi cho ông. Cuối cùng, lão đã nói ra việc làm khủng khiếp nhất của mình bằng một chất giọng thều thào yếu ớt. Hơn 10 năm trước, khi lão mới khởi nghiệp từ một mỏ than nhỏ, do thiếu kinh phí, lão đã nhận nuôi một số người chậm phát triển trí tuệ và bắt họ đi đào than. Nguồn kinh phí lúc này chỉ đủ trả cho một số nhân viên bảo vệ, nên lão vẫn nợ tiền công của họ. Sau khi tích lũy được số vốn đầu tiên, vì để che giấu sự thật và không muốn tốn tiền trả công cho những người kém phát triển trí tuệ này, nên lão đã nhẫn tâm đóng cửa mỏ than nhỏ đó trong âm thầm, để những kẻ yếu dần, ngã quỵ dần trong bóng tối vì đói khát và thiếu oxy. Và bây giờ, hàng đêm, lão lại nghe tiếng họ khóc than đòi mạng. Những người ở bệnh viện cứ vào đêm khuya lại nghe tiếng lão rên rỉ van xin ai đó tha thứ cho mình được kết thúc cuộc sống này. Sau đó, cơ quan chức năng đã theo lời chỉ dẫn của lão đến nơi mỏ than cũ và đào được hơn 20 bộ hài cốt. Điều kỳ lạ hơn là lão Triệu vẫn tiếp tục sống được đến nửa năm sau. Tất cả tài sản của lão lúc này đều bán hết để chi trả viện phí. Ngay cả gia đình cũng không bao giờ đến thăm lão nữa. Căn bệnh suy đa tạng mãn tính dày vào lão cả ngày lẫn đêm. Hệ thống miễn dịch bị suy giảm nghiêm trọng, khiến không một vết thương nào trên cơ thể lão có thể lành. Nhưng vết lở loét ngày càng sâu và mưng mủ. Đến cuối đời, cơ thể lão Triệu chỉ còn là một vũng thịt lở loét được đặt trong nhà xác chờ người nhà đến. Nhưng điều đau đớn hơn là không có một người thân nào chịu đến nhận xác lão. Người đời từng nói, nhân quả nghiệp báo như bóng với hình. Phàm đã gieo nghiệp ác đều phải chịu báo ứng. Đó là quy luật vận hành của vạn pháp. Như lão Triệu vì sự tham lam của mình đã làm nhiều việc ác, cướp đi sinh mạng của nhiều người kém may mắn hơn mình. Đến cuối đời phải chịu sự hành hạ của bệnh tật, tử giã cõi trần trong đau đớn, đói khát và cô độc, giống như những người đã bị hại dưới tay mình. Nhân quả không nhất thiết là xoay chuyển luân hồi từ kiếp trước, mà có thể báo ứng ngay trong kiếp này. Vì vậy, để thoát khỏi khổ đau, con người cần phải sống lương thiện. Nếu không thể làm việc tốt thì cũng đừng tham lam ích kỷ, làm tổn thương đến ai. Chàng trai 20 tuổi bị bao vây, luân hồi trở về, vượt hàng trăm dặm tìm người cha già. Có một ngôi làng nổi tiếng ở Trung Quốc là Bình Dương, nằm ở huyện Đông Giang, tỉnh Quý Châu. Còn có một tên gọi bí ẩn khác, làng Tái Sinh. Ngôi làng có khoảng 7.800 người, nhưng có đến hơn 100 người dân có khả năng nhớ lại kiếp sống của mình trong quá khứ. Đây là ông Dương Thắng Vũ, tổ trưởng tổ văn hóa thị trấn Bình Dương, người đã phát hiện ra rằng có hơn 100 trường hợp tái sinh đang sống ở trong ngôi làng tưởng chừng như bình thường này. Những người này đều cho rằng họ có ký ức về kiếp trước và có thể nói chính xác tên, địa chỉ, nguyên nhân qua đời của mình. Các quan chức cùng chuyên gia có liên quan từ Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc đã ngay lập tức phản hồi yêu cầu giúp đỡ của Dương Thắng Vũ. Họ đã cử một nhóm chuyên gia đến thị trấn Bình Dương để điều tra vụ việc. Kết luận cuối cùng khiến các chuyên gia không khỏi kinh ngạc. Họ cho rằng không thể phủ nhận sự tồn tại của hiện tượng luân hồi. Điều này cũng khiến ngôi làng nhỏ trên núi này ngay lập tức nổi tiếng ở Trung Quốc.
Được biết thế giới bên ngoài đặt cho một biệt danh vô cùng huyền bí là làng luân hồi. Nhưng trên thực tế, đây không phải là trường hợp đầu thai nổi tiếng duy nhất ở Trung Quốc. Trước khi xảy ra chuyện này vài năm, còn có một trường hợp khác gây chấn động cả nước tại thành phố Đông Phương, tỉnh Hải Nam. Có nhiều nhân chứng chứng kiến sự việc này đến nỗi người dân ở cả hai làng đều tin chắc rằng họ đã chứng kiến một trường hợp đầu thai hết sức chân thực. Do đó, anh ấy được nhiều phương tiện truyền thông cả nước đưa tin rộng rãi. Và nhân vật chính của sự việc này có tên là Đường Giang Sơn. Ở đây chúng tôi đã tổng hợp những thông tin liên quan mà Tâm Linh Cuộc Sống đã thu thập được. Hy vọng các bạn có thể hoan hỉ đón nhận những điều mà chúng tôi chia sẻ. Vào tháng 9 năm 1967, tại một ngôi làng ở thành phố Đan Châu, tỉnh Hải Nam, một số thanh niên địa phương đang lên kế hoạch cho một vụ án kinh thiên động địa, đủ để khiến những người chứng kiến vô cùng bất bình. Trong những năm gần đây, ngôi làng của họ liên tục xảy ra xung đột với làng Hoàng Ngọc lân cận. Do khoảng cách giữa hai làng tương đối gần, dân số đông nhưng đất đai canh tác rất ít, nên người dân hai làng thường xuyên xảy ra xô xát về vấn đề lương thực và tranh chấp đất đai. Chính trong sáng ngày hôm nay, các thanh niên này vừa nhận được một tin tức sốc rằng làng Hoàng Ngọc được mùa bội thu. Tuy nhiên, do công cụ trong làng thiếu hụt, người dân trong làng Hoàng Ngọc đã cử 8 thanh niên vạm vỡ thành lập một đội thu mua để mua thêm nông cụ trong huyện. Như vậy mới có thể thu hoạch và dự trữ nổi số lượng ngũ cốc khổng lồ như vậy. Sau khi nghe tin, nhóm thanh niên này đứng ngồi không yên. Không ai nhận ra rằng sắp có một vấn đề xảy ra với hậu quả khó có thể lường trước được. Trong lòng họ chỉ còn sự ghen tị đang dâng trào mãnh liệt. Hơn 10 giờ sau, một đội thu mua gồm 8 thành viên từ làng Hoàng Ngọc đang tiến đến ngôi làng này thì bị hàng chục người lạ mặt bao vây. Chúng mang theo rủi cui, mã tấu, dao pha, súng lục nhằm vào 8 người trong đội không có vũ khí. Cuối cùng khiến 6 người mất mạng tại chỗ, thảm nhất là một thanh niên tên Trần Minh Đạo. Theo ghi chép vào thời điểm đó, có tới 40 vết thương lớn nhỏ khác nhau trên cơ thể Trần Minh Đạo. Sau đầu và bụng trái của anh ấy đầy những nhát dao, khiến những người chứng kiến không khỏi đau lòng. Thêm một viên đạn được bắn từ phía sau vào hông trái của anh. Kết quả cuối cùng, vì vết thương quá nặng và mất máu quá nhiều đã khiến anh ấy tử vong. Chỉ vì lòng đố kỵ ganh ghét nhất thời mà hủy đi sinh mạng của 6 con người. Trần Minh Đạo là con trai duy nhất của gia đình ông Trần Tán Anh ở làng Hoàng Ngọc, lúc đó chỉ vỏn vẹn 20 tuổi. Trần lão gia chôn con trai ở sau núi, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Khi đó, ông ấy tuyệt đối không thể tưởng tượng được, chỉ hơn 10 năm sau, ông sẽ được gặp lại đứa con trai đã khuất của mình. Kiếp trước, tôi tên là Trần Minh Đạo. Ngày 21 tháng 11 năm 1976, Đường Trọng Tiến và vợ đang ở làng Buôn Mô, thị trấn Cam Thành, thành phố Đông Phương, tỉnh Hải Nam, sinh được một bé trai tên là Đường Giang Sơn. Đường Giang Sơn trước 3 tuổi trông không có gì đặc biệt. Cậu ấy có vẻ là một đứa trẻ bình thường, xuất thân từ một gia đình bình dân. Tuy nhiên, một loạt những điều ngoài sức tưởng tượng đã lần lượt xảy ra trong 3 năm sau đó. Năm 1979, Đường Giang Sơn vừa tròn 3 tuổi. Sau một bữa tối, anh ấy bất ngờ nói với gia đình rằng Đường Trọng Tiến không phải cha của anh ấy, mình cũng không phải tên Đường Giang Sơn. Anh ấy đến từ làng Hoàng Ngọc, thành phố Đan Châu, tên là Trần Minh Đạo. Cha anh ấy là Trần Tán Anh, một nông dân bình thường ở địa phương. Cha mẹ của Đường Giang Sơn lúc đầu rất sốc bởi thành phố Đan Châu là một thành phố khác cách nơi họ đang ở đến 160 km. Tuy cùng thuộc tỉnh Hải Nam, nhưng phong tục tập quán và tiếng địa phương có sự khác biệt rất lớn. Người dân hai thành phố rất khó hiểu ngôn ngữ của nhau. Giữa hai thành phố có rất ít giao lộ, và làm thế nào Đường Giang Sơn biết địa danh Đan Châu? Do lúc đó Giang Sơn chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi, nên hai vợ chồng Đường Trọng Tiến không quá để tâm chuyện này. Họ chỉ cho rằng đó là lời nói vớ vẩn của trẻ con. Nhưng bọn họ không biết rằng, chính từ ngày hôm ấy, trong ký ức của Đường Giang Sơn bắt đầu có ký ức của một người khác. Thời gian dần dần trôi qua, hình ảnh kiếp trước trong tâm trí cậu bé ngày càng rõ nét. Trong 1-2 năm sau đó, Giang Sơn liên tục kể lại cho cha mẹ nghe ký ức kiếp trước của mình. Nơi mình từng sống và làm việc, mình bị người ta bao vây như thế nào, đồng thời bày tỏ mạnh mẽ mong muốn được trở lại Đan Châu. Nhưng bố mẹ cậu bé chưa hề nghĩ đến chuyện này. Họ chỉ nghĩ rằng vì trẻ con nghịch ngợm, muốn kiếm cớ để ra ngoài chơi mà thôi. Quan trọng là họ vẫn không lưu ý rằng đây chỉ là một cậu bé không quá 10 tuổi. Tuy nhiên, phải đến khi một sự việc quan trọng xảy ra, suy nghĩ của cha mẹ cậu bé mới thực sự thay đổi. Vào một ngày của năm 1982, một người phụ nữ trẻ tuổi kỳ lạ xuất hiện ở làng Bung Mô, thành phố Đông Phương để bán hàng trong làng. Cô ấy nói tiếng Đan Châu rất chuẩn. Đường Giang Sơn chỉ mới 6 tuổi khi nghe tiếng Đan Châu bỗng trở nên phấn khởi. Sau đó, cậu bé đã làm một điều kỳ lạ nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đường Giang Sơn bắt đầu bám dính người phụ nữ, dùng tiếng Đan Châu trò chuyện một cách trôi chảy. Những người dân xung quanh làng và bố mẹ cậu đều sững sờ với cảnh tượng trước mắt.
bởi vì trong thôn không ai nói được phương ngữ đàn trâu, cũng không ai có thể hiểu được phương ngữ đàn trâu. Nhưng Đường Giang Sơn còn nhỏ lại có thể giao tiếp với một người phụ nữ đàn trâu mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Ngoài ra, trong mấy năm nay, Đường Giang Sơn luôn nói rằng kiếp trước anh ấy là người đàn trâu, tên là Trần Minh Đạo. Tin đồn trong làng do đó được lan truyền, cha mẹ anh ấy cũng bắt đầu nghi ngờ liệu những gì Đường Giang Sơn nói có phải là sự thật hay không. Vượt hàng trăm dặm trở về nhà. Ngày hôm sau, để tìm ra chân tướng sự việc một cách tường tận, Đường Trọng Tiến đã đưa Đường Giang Sơn lên xe buýt đến Đăng Châu. Anh ấy muốn làm rõ xem có một lão nông tên là Trần Tán Anh ở làng Hoàng Ngọc mà con trai ông ấy đang nói đến hay không, và liệu con trai của ông ấy có phải tên là Trần Minh Đạo. Đường Giang Sơn trước giờ chưa từng đi xa, nhưng khi vừa bước vào làng lại thể hiện rằng đối với ngôi làng Hoàng Ngọc cách 160 km này vô cùng quen thuộc. Cậu bé hào hứng dẫn đường cho cha mình một cách thuần thục. Vòng quanh thôn, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà đổ nát. Trước cửa có một ông lão ăn mặc giản dị đang ngồi. Ông lão này chính là Trần Tán Anh. Đường Giang Sơn kích động đi đến trước mặt ông lão, ngồi phịch xuống và quỳ trên mặt đất, dùng phương ngữ đan châu chuẩn và lưu loát gọi cha ba với ông lão trước mặt. Ông lão rất bối rối về điều này vì danh xưng cha ba có ý nghĩa rất lớn đối với ông. Trần Tán Anh là anh cả thứ ba trong số các anh chị em của ông ấy. Vì vậy người con trai đã mất của ông, Trần Minh Đạo, thường gọi mình là cha thứ ba. Và Trần Minh Đạo là con trai duy nhất trong gia đình, nên chỉ có duy nhất Trần Minh Đạo sử dụng danh xưng này. Nhưng sao đứa trẻ chưa từng gặp qua trước mắt này lại biết danh xưng cha ba chứ? Nhìn Trần Tán Anh với vẻ mặt khó hiểu, Đường Giang Sơn 6 tuổi ngay lập tức giải thích: "Cha ba, con là Trần Minh Đạo. Năm đó sau khi bị đánh chết, con đã tái sinh vào gia đình nhà họ Đường ở làng Bung Mô, thành phố Đông Phương. Bây giờ vượt trăm dặm để trở về quê hương tìm lại người cha ở kiếp trước." Sau đó, Đường Giang Sơn cho Trần Quán Anh xem một vết sẹo mờ có thể nhìn thấy trên bụng trái của cậu bé. Độ dài và vị trí của vết sẹo hoàn toàn khớp với vết thương do dao và vết thương do đạn bắn trên bụng của Trần Minh Đạo. Đường Giang Sơn còn dẫn Trần Tán Anh đi vào sân, chỉ vào các phòng bên trong và nói phòng nào của người nào trước kia. Mình trước kia đã từng ở phòng nào, đồ đạc bên trong đó có những gì. Khi đang nói chuyện, Đường Giang Sơn ngay lập tức tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy bức ảnh của Trần Minh Đạo được treo trên tường. Anh ấy yêu cầu cha của mình nhanh chóng gỡ bức ảnh xuống, nói rằng thật quá xui xẻo khi bản thân còn sống mà lại treo ảnh. Trần Tán Anh ngay lúc này đây hoàn toàn tin rằng đứa trẻ trước mắt mình chính là Trần Minh Đạo, đứa con trai đã mất mười mấy năm, bởi vì những gì cậu ấy nói đều đúng với sự thật. Hai cha con đã cùng nhau ôm đầu khóc, than thở về sự vô thường của cuộc đời. Tin tức về việc con trai của Trần Tán Anh đầu thai và tìm kiếm người thân ngay lập tức lan truyền đến mọi ngóc ngách của thôn Hoàng Ngọc, khiến vô số dân làng tò mò đến xem. Nhiều người trong số họ là bạn lúc còn sống của Trần Minh Đạo. Đường Giang Sơn chào đón từng người một và kể những câu chuyện quá khứ của họ. Điều này gần như xác nhận việc trước mắt mọi người rằng Đường Giang Sơn chính là Trần Minh Đạo. Đột nhiên, Đường Giang Sơn nhìn thấy trong đám người có một bóng người quen thuộc, lập tức chỉ vào một người phụ nữ nói: "Cô là bạn gái kiếp trước của tôi, tên là Tạo Thụ Hương. Chúng ta đã đến nói chuyện kết hôn hơn 10 năm trước. Chỉ vài tháng trước ngày cưới, đôi tình nhân đã âm dương cách biệt. Tạ Thụ Hương bây giờ đã trở thành mẹ của vài đứa trẻ, và Trần Minh Đạo lại trở thành đứa trẻ 6 tuổi. Một loạt các sự kiện kỳ lạ này đã làm dậy sóng hai ngôi làng Hoàng Ngọc và Bung Mô lúc bấy giờ. Đường Giang Sơn và Trần Tán Anh cũng liên tục qua lại giữa hai làng như cha con trong những ngày sau đó. Nhiều phương tiện truyền thông đua nhau đưa tin về sự kiện luân hồi kỳ quái này trước sự chứng kiến của người dân ở hai làng. Nhiều học giả cũng lần lượt đến hiện trường, hy vọng tìm được lời giải thích hợp lý cho hiện tượng này. Một số học giả cho rằng những câu chuyện xảy ra với Đường Giang Sơn là một trường hợp hiếm gặp về sự cộng hưởng sóng não. Điều này đã khiến Đường Giang Sơn tưởng lầm rằng anh ấy là tái sinh của Trần Minh Đạo. Vì vậy có thể kết luận rằng ý thức của con người sẽ không biến mất sau khi hồn lìa khỏi xác. Nhưng nhiều người lại cho rằng sự việc này không phức tạp đến thế, đây chỉ là một trò lừa bịp gây chấn động do người dân hai thôn cùng dàn dựng. Nhưng Trần Tán Anh đã chăm sóc Đường Giang Sơn như con trai cho đến khi ông qua đời và trao toàn bộ di sản của ông lão Trần Tán Anh cho người anh họ cũ là Trần Quân Trợ. Cho đến tận ngày nay, bản thân Đường Giang Sơn vẫn sống một cuộc sống bình thường, thậm chí là nghèo khó. Vậy động cơ gì để những người đó liên kết với nhau làm giả chuyện này? Hiện nay trên thế giới có rất nhiều câu chuyện kỳ bí liên quan đến vấn đề tái sinh. Người ở kiếp này lại có thể giữ được những ký ức từ tiền kiếp, sự thật luân hồi, giàn dựng hay niềm tiếc thương và những mong mỏi của những người quá cố. Bạn đã từng gặp câu chuyện tương tự như vậy chưa?
hãy để lại câu chuyện và quan điểm của mình dưới phần bình luận của video này. Nếu thấy video này có ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.